kiếm nhân sinh thì là cõi tạm chân gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi thay chăng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hơn thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Sức Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong cái video clip này thì em lại lên sóng để giới thiệu với các bác một số các cặp loa mà hiện có tại cửa hàng Kiên Trung Audio. Trước mắt các bác là bây giờ là có 3 cái mẫu loa của 3 hãng khác nhau, của Diatone, Onkyo và Pioneer. Tất cả những cặp loa này đều có cái đường kính bass từ 30 cho đến 32 cm. Loa thì đều 3 đường tiếng và có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Đầu tiên thì trước mặt các bác là một cặp loa của hãng Diatone, có model là DS503. Dòng này là bass 32 cm, màng carbon da rắn. Xin lỗi các bác, màng carbon tổ ong. Carbon tổ ong gân đã được thay bằng gân mút các bác nhé. Một bát 32 màng carbon tổ ong, một con trung là 18 cm trung đom và một con chấp đom 12 cm. Loa thì có đường kính chiều cao là 72 cm, rộng 39,5, sâu là 35, nặng 33 kg một chiếc. Dòng này thì si vân gỗ các bác nhé, rất là đẹp luôn. Tất cả các cái kiềng loa đều không rôm gì, Diatone 503. Dòng này có lỗ thở các bác nhé, công suất là 100W, trở kháng là 6 ohm. Shop em đang giao lưu với các bác với cặp này với cái giá chỉ có 9,3 triệu đồng thôi. 9,3 triệu đồng cho cặp Diatone DS503, giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Với cặp loa này thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt luôn. 9,3 triệu đồng cho cặp loa Diatone DS503, bao zin bao xịn và bảo hành cho các bác 3 tháng. Loa thì rất là đẹp các bác nhá, thùng vách vuông vắn không bể lở. Đây phía đằng sau đây, cặp loa này thì được thiết kế là đối xứng nhau về phải và về trái. Loa còn rất là đẹp, bao zin bao xịn cho các bác, giá rất là yêu luôn, chỉ có 9,3 triệu đồng. Một cặp loa thứ hai đàn em của nó có model là DS501. Con này thì cũng một bass 32 màng carbon tổng hợp, gân vải cũng đã được thay vào gân mút. Một con trung đom là 16 cm và con chép đom là 12. Con này thì cũng thùng xi vân gỗ, chiều cao là 68, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 33 cm các bác nhé. Loa thì nặng khoảng gần 30 kg một chiếc này. Công suất thì cũng 100W, trở kháng là 6 ohm. Thiết kế thì nó cũng giống đàn anh của nó thôi. Tuy nhiên thì con 503 thì có cái trọng lượng và kích thước thì lớn hơn một chút. Dòng này thì các bác cũng có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Loa bên em tuyển chọn rồi thì tất cả góc cạnh vuông vắn và không bể lở các bác nhé. Loa rất là đẹp luôn. Bạn nào quan tâm thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Giá cũng rất là yêu luôn các bác nhá. Cặp loa này thì hôm nay thì bên em sẽ giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 7,8 triệu đồng thôi. 7,8 triệu đồng cho cặp loa Diatone DS501 là cặp thứ hai. Chuyển sang cặp loa thứ ba, một cặp loa mà của hãng Onkyo. Con này thì có cái model là D77X. Đây là gần hết số của cái dòng Onkyo. Con này cao 68, rộng 38 và sâu 34 cm. Cặp loa này cũng nặng 33-34 kg một chiếc, gồm một bass 32 màng carbon da rắn các bác nhé.
gông kiềng đẹp luôn, sáng quắc luôn, không dôm gì. Một con trung 16, trung đom 16 và chép đom là 12 cm. Loa thì có công suất là 200W cho một chiếc này. Loa rất là đẹp các bạn nhé, đầy đủ căng lưới tem mát, góc cạnh thì quá tuyệt vời rồi. Màu xi vân gỗ màu đen. Dòng này thì nó là gần nhất, dòng nhất số nó chỉ thua 772X thôi. Dòng này thì con bát thì có một cái cục khử từ rất là lớn ở được bắt ở phía sau. Công suất là 200W, trở kháng là 6 ohm. Đây em sẽ quay phía đằng sau để cho các bác ngắm nhìn. Cặp này thì có lỗ thở phía đằng sau. Loa thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Em bao zin bao xịn và bao đẹp cho các bác. Bảo hành 3 tháng. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang chặn trên màn hình. Một cặp loa bát 32 màng carbon, 3 đường tiếng, công suất 200W một chiếc, nặng khoảng 70kg trong một cặp này. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, giá chỉ có hiện tại bên em đang giao lưu với các bác với giá chỉ có 9,3 triệu đồng thôi. 9,3 triệu đồng cho cặp loa Onkyo D77X. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Và cuối cùng là một cặp loa của hãng Pioneer, có model là Pioneer CS F9000. Dòng này thì nghe nhạc bolero quá tuyệt vời luôn và có thể hát được các bác nhá. Cặp này có đường kính bát là 32 cm, màng giấy và gân mút. Một con chung giấy là 12 và một con chép còi mỏ vịt. Chép còi mỏ vịt đây là cái đặc sản của cái dòng Pioneer. Loa thì có thùng thì là xi đen các bác nhá, thùng xi đen, màng giấy, gân mút các bác nhá, gân mút, con này là gân mút hết. Lỗ thở được bố trí ở phía trước. Loa cao 72, rộng 40 và sâu 32 cm, trở kháng là 8 ohm, công suất là 70W cho một chiếc. Tuy nhiên thì với cái dòng màng giấy này và chép còi mỏ vịt này thì các bác vẫn có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tiếng bát cực kỳ trầm ấm luôn. Giá thì em cũng xin báo giá luôn. Giá cho cặp Pioneer CS F7000 này thì bên em vẫn giao lưu với các bác là 11,5 triệu đồng. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì cặp này thì bên em sẽ giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 11 triệu đồng thôi. Loa rất là đẹp. Đây là phía đằng sau các bác nhé, rất là đẹp luôn. Cầu loa zin tuyệt đối luôn, vỏ thùng zin tuyệt đối luôn. Bao zin bao xịn cho các bác. Giá chỉ có 11 triệu đồng duy nhất, chỉ có tại Kiên Trung Audio. Trên đây là 4 cái cặp loa mà em muốn giới thiệu với tất cả các bác trong ngày hôm nay. Với 4 cặp loa này thì các bác hoàn toàn có thể ghép rất nhiều các cái âm ly thông dụng được. Và đây em cũng xin giới thiệu luôn một số cái cặp một con âm ly mà có thể ghép vào với cặp những cặp loa trên. Chẳng hạn như là con Sansui 607 IDCAT đẹp xuất sắc, hai hồi gỗ chỉ vàng, công suất 230W, đánh được hai cầu AB và A cộng B, linh con bản và đẹp xuất sắc, giá tại Kiên Trung chỉ có 7 triệu đồng. Con Sansui 607XR mặt vàng chanh, công suất 250W, đầy đủ cổng ăn chơi, mặt vàng chanh, giá chỉ có 7,5 triệu đồng thôi. Và con âm ly ở dưới là con âm ly Sansui 607MR đẹp xuất sắc và zin nguyên bản, giá chỉ có 7,8 triệu đồng. Hoặc có thể các bác có thể ghép vào với những con đờn ông 780D giá 7 triệu đồng các bác nhá. Và ít tiền hơn nữa thì các bác có thể ghép vào với cái con Sansui AU 607 mặt sắt, con này chạy xó sắt các bác nhá, giá cũng rất là êm ái luôn, giá chỉ có 4 triệu đồng cho một cái con âm ly như thế này thôi. Hoặc là ma răng 74D, ma răng 74D, con này tiếng cực hay luôn, chạy class A, tiếng trầm ấm luôn. Với những con âm ly như này thì các bác cũng vừa nghe nhạc và vừa thêm con vang nữa, tầm khoảng độ gần 2 triệu hoặc trên 2 triệu con vang cơ thì các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Mọi chi tiết thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Tất cả các sản phẩm trên của bên em thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào quan tâm thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho bác có những cái nhìn chính xác về những cái sản phẩm của mình quan tâm. Shop em thì
có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, và bao zin bao xịn và bảo hành cho các bác 3 tháng, đảm bảo chịu trách nhiệm tới cùng tất cả những cái sản phẩm của bên em bán ra. Video của ngày hôm nay thì em xin được phép tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng, đừng nhìn mây tìm những lúc trong mộng, đừng cho tình thầm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng son nhất cuộc đời. Đêm đêm nơi miền tuyên đồng, lòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu.